Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video thay loa trong, loa ngoài của Sony Z3 Compact, Z3 Mini. Đó, với giá cực kỳ hấp dẫn tại các địa chỉ Di động cao cấp.vn. Khi quý hàng gặp các sự cố liên quan đến màn hình, cảm ứng, loa trong, loa ngoài, nói chung tất cả phần cứng của Sony Z3, quý khách vui lòng liên hệ với các địa chỉ của Di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được thay mới và sửa chữa với giá cực kỳ hấp dẫn. Thông tin về sản phẩm, khách vui lòng gọi đường dây nóng 0466 750 999 của Di động cao cấp để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn.